trời ơi này, cứ dọn hết cả đi để bố sống một mình à? Nói là ở riêng nhưng mà bọn cháu ở gần đây mà, thường xuyên vẫn chạy qua chạy lại được. Mà cô Vui ở gần, thỉnh thoảng để bố cháu giúp bọn cháu nhá. Không phải dặn, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, phải quan tâm tới nhau chứ. Bố ơi, bọn con đi đây ạ. À, thế có cần cái gì thì cứ về lấy thêm nhá. Vâng ạ, để bọn con sang dọn dẹp bên đấy đã. À, thế tối nay có ăn cơm nhà không? Nhà nhỏ chắc là dọn xong sớm thôi ạ. Còn ít đồ, ngày mai bọn con sẽ về lấy nốt rồi sang ở hẳn ạ. Để tối có một ít lòng cho bố và anh Toàn uống rượu ạ. Ờ, phải thế chứ. Về nó nhà cửa nó ấm cúng. Các cháu nó đi, rồi thỉnh thoảng chúng nó lại về chứ nó có đi hẳn đâu. Khổ. Già như chị nhà còn sống. Thôi, hai đứa đi đi. Đi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Con chào bố ạ. Con chào bố. Chào cô ạ. Ừ. Chào cô. Con đi đây. Người ta cứ bảo con gái như chim ý, lớn lên đủ lông đủ cánh nó bay đi hết anh ạ. Thôi em về đây. Có việc gì anh ơi em một câu. Chưa đến 3 phút rưỡi em đã có mặt. Vâng. Em về nhá. Nhà cửa còn thiếu cái gì không? Cũng tạm ổn rồi ạ. Còn thiếu cái gì thì bọn con sẽ mua thêm. Bố bảo này, thiếu cái gì thì về đây mà lấy. Bố sống một mình nó cũng đơn giản thôi. Dạ. Thấy các con an cư lạc nghiệp là bố cũng thấy vui rồi. Bố không có cái gì nhiều, bố đỡ các con 2 tháng tiền nhà. Con cảm ơn bố, nhưng mà con không dám nhận đâu ạ. Số tiền lần trước bố đưa. Tiền nào đi tiền đấy. Đấy là tiền để làm ăn. Cầm đấy. Vậy con xin ạ. Trong thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà con cảm ơn bố vì bố đã thông cảm và cho phép bọn con ra ngoài ở ạ. Còn chuyện này nữa ạ. Hôm trước con có hơi quá lời. Thực ra là bố cũng hiểu tính của con. Có đôi khi con không kiềm chế được cảm xúc ạ. Với bố, bất cứ ai ở trong nhà cũng đều quan trọng cả. Không phải vì bố xót cháu mà bố không biết thương con. Con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Sau này hai đứa ra ngoài bảo ban nhau sống cho tốt là bố vui rồi. Dạ vâng ạ.